mình lại xây kênh để cho anh em ở nước ngoài ấy, họ nhìn những cái là Việt Nam thay đổi phát triển hạ tầng như thế nào. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Hiệp có một đồng đội, một người bạn là trước đây anh ở nước ngoài và hiện tại thì anh đã về Việt Nam một khoảng thời gian rồi và đang làm bất động sản. Thì mình hãy chia sẻ cái câu chuyện là ở bên nước ngoài nó có khác ở Việt Nam hay không, và cái điều thứ hai nữa là muốn hỏi bạn là cái lý do gì mà cái bất động sản ở Việt Nam lại hấp dẫn bạn mà bạn quyết định là quay về Việt Nam làm bất động sản. Thì đây là câu hỏi đúng không, hai câu hỏi. Thì đầu tiên là giới thiệu, Định có thể tự giới thiệu về mình để cho khán giả biết bạn là ai. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị ở đến khán giả của kênh Hiệp, và cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã dành cái thời gian tuyệt vời để theo dõi cái video này. Định chia sẻ với anh chị hai điều. Cái điều mà Hiệp hỏi là tại sao lại quay về Việt Nam, và cái thứ hai tại sao lại làm bất động sản Việt Nam. Thì cái thứ nhất là Định muốn chia sẻ điều đầu tiên ấy, là Định và Hiệp là biết nhau qua cái cộng đồng của thầy Phạm Thanh Long ấy. Là cái đấy Định ở nước ngoài Định rất ngưỡng mộ những anh em ở Việt Nam. Cái thứ hai là cái gì đó lo Định về là khi mình ở nước ngoài mình có được một cái kiến thức của thầy, nhưng mà mình lại có một cái dòng máu là không khao khát được quay về Việt Nam để mình làm một cái gì đấy cho những người mà khi mình khó khăn quá, mình ở quê hương mình không làm được, chỉ cho nghỉ về cho bản thân. Nhưng khi mình có một cái mức độ tài chính nào đấy, nhưng có được một cái kiến thức ở nước ngoài, thì đồng thời với là thầy Phạm Thanh Long thì mình muốn quay về Việt Nam để mình phụng sự giúp đỡ cho được nhiều người anh chị mà ở nước ngoài hoặc là ở chưa hiểu về trong những cái lĩnh vực mà tài chính cá nhân cũng như đầu tư bất động sản hiểu hơn. Thì cái đấy là Định quyết định về. Còn cái lý do thứ hai là Định muốn chia sẻ đấy là về cái bất động sản ở tại Việt Nam ấy, thì nó thực sự là với Định là sẽ sống ở gọi là nước gọi là phát triển hơn như là nước Anh. Định sống gần 20 năm, nhưng một cái điều Định nhìn thấy là ở Việt Nam mình là cái gì đáng phát triển thì cái đấy là cơ hội, cái gì đáng còn những cái hạ tầng nó được mở ra thì cái đấy lại là cái tuyệt vời. Giống như Định, mặc dù là biết Hiệp ở trên cái khía cạnh là của cánh học cùng với thầy Phạm Thanh Long, nhưng cái chính biệt hơn mà để kết nối được khi muốn gặp ngày hôm nay tuyệt vời nhất ý, đó là từ cái mà bất động sản Hiệp chia sẻ. Vì cái đấy là Định cảm thấy thì giống như cái thị trường Bình Thuận mình đây cũng vậy thôi. Với cá nhân Định suy nghĩ nhá, thì là đáng phát triển so với những cái tỉnh khác, thì cái sự phát triển đấy nó cũng khác. Thì giữa Việt Nam với anh cũng vậy, anh nó đã phát triển rồi, đó là lý do Định muốn về Việt Nam để làm bất động sản Việt Nam như vậy. Và nếu như mà Hiệp chia sẻ cái việc là ở Bình Thuận hiện nay Định giá đây, Định giá rất nhiều lần nhá, nhưng mà Hiệp thấy cái xu hướng sắp tới với cái cá nhân của Hiệp với bất động sản ở Bình Thuận nên là như thế nào nhỉ? Và có rồi. Thể là ở Việt Nam. Ok, cảm ơn bạn Định đã chia sẻ rất là tình cảm, là cái mong muốn mình quay về để giúp đỡ được nhiều người hơn, đúng không? Và mình mang được cái kiến thức, mang được cái giá trị của mình, mình có thể giúp đỡ được người khác. Đây là một cái tư duy mà gần như tất cả những anh em trong cộng đồng mình khi kinh doanh đều mang cái tư duy này, là giúp đỡ khách hàng, đúng không? Cái thứ hai là bạn chia sẻ thì Hiệp muốn làm rõ lại một cái ý để trong đó rồi sau đó mới đến Bình Thuận, đó là ở những cái nước phát triển, ví dụ bạn ở nước Anh là một cái nước rất là phát triển rồi, đúng rồi, thì cái biên độ phát triển về bất động sản nó sẽ không cao nữa. Đúng nó rồi. Đã hình thành, nó rõ nét đâu nó vô đó rồi. Thì cái tỷ lệ mà ở Việt Nam mình hay gọi là lãi vốn, lãi vốn đúng không, thì nó sẽ không được nhiều, thì nó sẽ không đáp ứng được cái kỳ vọng mong muốn của mình được nhiều, nên cái tính hiệu quả trong đầu tư nó không cao, đúng không? Còn những cái nơi mà ví dụ như Việt Nam là những cái đất nước đang phát triển thì nó sẽ có nhiều sự thay đổi. Và khi nó thay đổi thì trong cái bất động sản mình hay nói là mọi sự thay đổi của bất động sản thì hướng tích cực thì nó đều tăng giá. Đó là cái lý do, đúng không? Thì ở Việt Nam mình là nước phát triển thì nó sẽ thay đổi rất là dễ dàng, và tỷ lệ tăng giá Việt Nam là một trong những nước tăng giá về bất động sản rất là cao. Thì mình bỏ qua cái yếu tố là giá trị mang lại, bất động sản có ảo hay không ảo. Mình là nhà đầu tư thực thụ thì mình cứ cái gì pháp luật không cấm và không vi phạm pháp luật và không vi phạm đạo đức thì mình cứ làm, đó là chính đáng, đúng không? Rồi quay lại cái câu chuyện là Bình Thuận thì có những cái điều kiện tăng giá gì, thì Bình Thuận cũng y như bạn nói vậy, nó là một cái phần ở trong Việt Nam, và tỉnh Bình Thuận là một cái tỉnh mà các cái chỉ số thay đổi khoảng thời gian gần đây, chỉ số phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng và đầu tư công là một trong những tỉnh
rất cao về các chỉ số này. Và khi những cái chỉ số này nó thay đổi, tức là điện, đường, trường, trạm, hạ tầng nó thay đổi, rồi nhiều công ty, nhiều xí nghiệp khác nhảy vào, ví dụ như là ở Bình Thuận đang có rất là nhiều dự án của Novaland, thì Novaland vừa rồi thì nó bị suy yếu nhưng mà bây giờ là bắt đầu phục hồi lại dần rồi. Thì không riêng gì Nova mà đó là một cái minh chứng thôi, thấy là rất, nó được thu hút rất là nhiều cái doanh nghiệp vào đây. Khi họ đổ tiền vào đây thì gì, hạ tầng nó thay đổi, công ăn việc làm nó thay đổi, mọi thứ nó thay đổi, kể cả những cái cô bán đồ ăn sáng cũng thay đổi được cuộc sống, bởi vì công nhân hoặc là nhiều khách du lịch đến nhiều hơn thì họ bán được nhiều hơn, kéo được con người về, và cái dòng tiền nó thay đổi về đây, nó để thay đổi về thì cái cuộc sống. Thì đó, đó là cái sự thay đổi ở Bình Thuận. Và Bình Thuận đến thời điểm này là một cái tỉnh mà mình không biết có cái tỉnh nào khác ngoài Bình Thuận là vừa có sân bay và vừa có cao tốc cùng làm một lúc. Thì điều này rất là hiếm ở Việt Nam, khó xảy ra. Và bất kỳ một cái tỉnh nào từ trước đến giờ, nếu vừa có sân bay mà vừa có cao tốc hình thành cùng một lúc, thì bất động sản ở cái khu vực quanh đó, thậm chí cả tỉnh đó là phát triển. Tiền đi chung. Bởi vì nó đơn giản thôi, thì nó thay đổi rất là nhiều thứ. Sân bay cao tốc là một cái khoản đầu tư rất là lớn. Và khi đầu tư thì những nhà đầu tư họ đã tính là nó đáp ứng được những cái gì, nó có sự thay đổi hay không. Bởi vì khi mà chỉ số đầu tư mình bỏ vào một đồng thì mình sẽ tính lại là cái lợi ích mang lại của một đồng này nó mang ra là bao nhiêu. Thì những nhà hoạch định hoặc là vốn đầu tư công cũng vậy, họ đều tính những cái chỉ số này, cái chỉ số biến đổi. Thì Bình Thuận là một trong những cái tỉnh được ưu ái như vậy. Thì chắc chắn trong khoảng thời gian sắp tới là nó sẽ tiếp tục nó phát triển. Còn đây là mình nhìn là nhìn cái dài hạn. Khi đầu tư bất động sản mình sẽ nhìn theo nhiều năm, chứ không phải là ngắn hạn. Là mọi người đầu tư bất động sản nhiều khi lại quên á, mình đầu tư có một vài tháng hoặc là chưa được đủ dài thì mình là nôn nóng, hoặc mình bị đứt dòng tiền, thì đó chưa thực sự là đầu tư bất động sản. Đầu tư phải cần có tầm nhìn dài hơn. Thì Đinh cũng nhìn thấy giống như Hiệp vừa chia sẻ ở này, đấy là trong cái việc mà về hạ tầng, về sân bay, thì để mình định mình chọn cái Việt Nam, vì định biết là định vẫn làm nhiều tỉnh, nhưng mà trong cái Bình Thuận định vẫn là ưu tiên. Nhưng mà có một cái là đội về định sinh sống ở nước ngoài, gọi là nước, gọi là phát triển rồi đấy, gọi là đến từ tương lai, định được gọi là giống như đến từ cái nước sau này Việt Nam mình nó sẽ tương lai như nước Anh. Thì đấy là cái cơ hội khi mình đưa về. Nhưng mà có một cái yếu tố mà định về nữa, thực sự là khi mình ở nước ngoài thì mình ngoài cái việc khao khát đối với quê hương, nhưng mà luôn luôn định đầu tư ở Việt Nam, nên định theo dõi rất kỳ. Nhưng mà có một cái khổ nhất ấy, đấy là định không có cơ hội để mình trực tiếp nhìn những cái sản phẩm mà mình muốn đầu tư. Vì tiền của mình ở nước ngoài mình đâu có sờ được đâu, mình đâu có ngắm được đâu, mình đâu có gọi là đừng buổi sáng buổi tối được đấy. Mình chỉ nhìn qua những cái kênh hoặc là những cái YouTube, đặc biệt là mình cũng nhìn qua, mặc dù bây giờ mình về Việt Nam mình vẫn theo dõi kênh của Hiệp chia sẻ những cái lô đất như vậy, chia sẻ những cái góc ở đến những cái con đường này. Đấy là lý do mà tại sao Đình cũng đi về, Đình cũng xây kênh từ học từ thầy Phạm Thanh Long ra. Nhưng Đình lại xây kênh để cho anh em ở nước ngoài ấy, họ nhìn những cái là Việt Nam thay đổi phát triển hạ tầng như thế nào. Giống như bây giờ anh em mình ngồi chia sẻ đấy cũng vậy, mình cũng đã chia sẻ những cái thông tin là nó có những cái thông tin đấy, mà khi thông tin đấy thì nó rõ ràng là nó sẽ kéo sân bay, thì nó phải kéo được cái người chuyên gia về sân bay, thì phải kéo được người về vận hành, và sẽ có người về đi di chuyển, và di chuyển thì phải có taxi, và giờ chế thì phải đi đến du lịch, và du lịch đang tiêu thì tiền nó sẽ đổ về thành một cái vòng tròn. Thì đó là cái lý do mà tại sao tỉnh về Việt Nam là nhìn được cái tiềm lực phát triển trong tương lai nó rất là lớn, đặc biệt nếu mà có cái việc đầu tư dài hạn thì đó là cái điều tuyệt vời. Nhưng mà mình muốn hỏi một cái nữa là ngoài cái việc những cái tiềm lực đấy, thì sắp tới theo như bản thân Hiệp làm bất động sản khá lâu rồi, thì có cái chia sẻ gì với cái góc nhìn giữa năm 2023 so với 2013, thì nó có khác cái gì về một tí hoặc là nó có cái nhận định gì không? Xét về cái timeline ha, thì mình chia sẻ chút xíu về cái này. Và bạn đã có một cái mô hình mà mình thấy rất là đúng, đó là mô hình hóa. Tức là mình mô hình hóa một cái thành công ở đâu đó. Tức là Việt Nam mình là đất nước nó đang phát triển thôi, còn Anh là đã phát triển rồi. Thì mình nhìn mô hình hóa là họ đã đi trước, họ trải qua những cái gì. Bây giờ mình lấy đó làm cái kinh nghiệm, lấy bài học để mình phân tích, mà mình có thể áp dụng một phần nào đó trong quá trình đầu tư mình để nó hiệu quả hơn. Thì đó là một cái rất là hay mà mọi người quên là đem cái mô hình đó áp vào trong quá trình mình đầu tư.
tư. Đó, cái ý thứ hai là bạn muốn nói là bây giờ mình so sánh cái sự khác biệt thì mỗi cái cuộc khủng hoảng bây giờ hai thời điểm là nằm trong hai cuộc khủng hoảng khác nhau rồi. Mỗi cuộc khủng hoảng nó đều có những cái yếu tố rất là đặc biệt và khác nhau. Vậy thì cái chung của mình á, là khủng hoảng lúc nào xảy ra thì bất động sản nó cũng rẻ, là cái chung. Cái thứ hai là nó rẻ là do kinh tế suy thoái và cái tâm lý mọi người hoang mang, và thời điểm này cũng vậy, nó không khác thực sự nhiều. Đối với nước mình là không khác thực sự nhiều, bởi vì nước mình là một cái nước nó đang phát triển thì cái nền kinh tế nó khác, nó không phải là nền kinh tế tri thức, nền kinh tế khoa học kỹ thuật cao như những nước phát triển, và đó còn là ở cái mức nó thấp. Cho nên là cái việc mà khi mà mình đầu tư một cái bất động sản nào đó thì mình có thể mình nhìn lại cái quá khứ một chút được. Còn bây giờ nếu đối với ở nước Mỹ đi thì bây giờ nó không hoàn toàn đúng, nhưng mà cái tỷ lệ đúng đó ở Việt Nam rất là cao. Vậy thì hãy nhìn cái bài học trước đây, cái khủng hoảng trước đây của mình á, thì mình làm theo nhưng mà nó sẽ không đúng hoàn toàn nữa nha bạn. Thì đối với mình thì cái bài học rút ra có rất là nhiều. Thì cái bài học thứ nhất á, là hoạch định được cái dòng tiền. Bởi vì hầu hết mọi người bây giờ mà xảy ra sự cố là do bị gọi là chết ngợp. Dân gian gọi là chết ngợp, tức là họ bị đứt gãy dòng tiền. Rồi, mặc dù là cái tài sản này rất là tiềm năng nhưng mà bởi vì họ không tính được cái dòng tiền. Đúng rồi, họ bị đứt máu, cho nên là buộc phải cắt lỗ, buộc phải bị phải xoay sở, phải hy sinh một vài bất động sản nào đó. Thì hầu hết mọi người là trong cái tình trạng đó. Cho nên cái sự khác biệt giữa hai cái thời kỳ suy thoái nó không quá lớn. Nhưng mà bạn nhìn là sau cái suy thoái là cái giai đoạn phát triển. Vậy ai mà nắm bắt được cái cơ hội trong 2013 mà lúc đó mà mọi thứ nó ảm đạm á, thì rõ ràng sau đó họ đều nhân được rất là nhiều lần tài sản. Nhiều lần. Đúng không? Thì mình tin là qua cái giai đoạn 2023-2024 này nè, là suy thoái nó qua rồi, thì ai mà mô hình hóa được cái cũ ngày xưa thì họ vẫn là người chiến thắng. Mặc dù có thể sắp tới là luật bất động sản, luật nhà ở qua rồi, rồi luật đất đai á thì sắp tới được thông qua, thì mình vẫn nghĩ là họ vẫn thắng bình thường. Bởi vì cái mô hình ở mình nó khác, chứ đừng có mô hình hóa những nước phát triển vào đây thì đôi lúc nó không hoàn toàn đúng. Ví dụ như là Singapore họ đánh thuế bất động sản bởi vì cái đất nước họ nhỏ và cái thu nhập bình quân đầu người của họ nó gấp đến mấy chục lần Việt Nam, mọi thứ nó rất là khác, đúng không? Thì không thể mô hình hóa họ tuyệt đối vào đây được. Thì cái bài học rút ra của cái nhận định của mình á, là ai mà thắng qua được cái thời kỳ này nè, cái thời kỳ khó khăn nhất, mà ai mà bước qua được thời kỳ này hoặc là ai có thể tích lũy thêm được tài sản thì chắc chắn sau cái giai đoạn này họ sẽ phát triển rất là tốt. Đó là cái đối tượng là có kinh nghiệm và có tiềm lực. Còn cái đối tượng mà chưa có kinh nghiệm nhiều, chưa có tiềm lực nhiều thì đối tượng đó hiệp đánh giá là nó nhiều hơn nữa. Bởi vì mình làm đến 15 năm làm nghề rồi và mình tiếp xúc hàng ngàn khách hàng khác nhau rồi, mình biết được là đâu là cái điểm yếu, đâu là quá trình của họ, họ thắng vì cái gì, họ đúng vì cái gì. Và đặc biệt mình không phải làm bất động sản không, mình là nhà huấn luyện nữa cho mình quan sát rất là kỹ. Thì mọi người đang còn có một cái thiếu sót này là không có công cụ và tư duy đúng để tham gia vào thị trường bất động sản. Định có về Việt Nam có thấy hầu hết mọi người đang bị cái tình trạng này đúng không? Bị đầu tư theo kiểu cảm xúc, tức là bị đám đông hoặc là bị những cái lời nói ngon ngọt nào đấy, nhưng không phân tích được là cái chu kỳ và cái dòng tiền để đúng mình rồi. Sống sót đến cái giờ phút cuối cùng để thành công hay không, đúng mà rồi. Là thời gian người đó là được nhiều đúng không? Cho nên mình hay chia sẻ là mọi người đi tham gia vào thị trường nó giống như ra chiến trường, mà mình là chiến binh nhưng mà đi tay không ra, không có vỏ cũng không có vũ khí, đúng không? Đầu tư bất động sản, hỏi là tư duy trong đầu tư bất động sản, rồi chân dung bất động sản, phương pháp đầu tư làm sao, rồi vì sao đầu tư bất động sản này, rất là nhiều câu hỏi mình đặt ra cho những học viên của mình, thì mọi người gần như nói là anh chị đầu tư mười mấy năm nay rồi, nhưng mà thực ra bây giờ học anh chị mới biết là mình còn quá nhiều thiếu sót. Mà trước đây mình thành công hầu hết bây giờ là may mắn, chứ bây giờ mình nghĩ lại mình còn thấy sợ. Tức là mọi người đang quên tư duy và công cụ đúng để làm cho nó hiệu quả. Thì mình nghĩ là hai cái đối tượng, thì đối tượng thứ nhất là vượt qua được thì sẽ cực kỳ tốt. Còn đối tượng thứ hai thì mọi người đang hoang mang đối tượng đó nhiều, nhưng mà mọi người an tâm là bất động sản ở Việt Nam mình vẫn rất tin tưởng là khoảng thời gian sắp tới nó sẽ thay đổi. Bởi vì bạn có thấy nước Anh trước đây nhiều năm trước đi, họ cũng khoảng thời gian mà họ giống mình á,
thì cái biên độ thời điểm đó mình tin nó vẫn phát triển rất là tốt. Đúng, mình cũng cùng mình cũng cảm nhận cái điều đấy, nên mình mới chỉ tình yêu đấy thì mình về Việt Nam thì quay lại câu chuyện giống như hồi nãy mình chia sẻ. Đó là mình muốn chia sẻ những cái hình ảnh với những cái thông tin tuyệt vời nhất, thì mình cũng biết ơn quá cái của Hiệp đấy. Đó là cái điều rất là tuyệt vời, và đó là một trong những cái mà nếu cũng biết ơn những anh chị ở trên cái kênh của Hiệp là về bất động sản, và Đình cũng là cánh Trần Văn Đình Office Show. Nếu anh chị chúng ta có cái sự móc nối về cái thứ mong muốn hợp tác với Hiệp, còn cũng như thông tin về các cái khu vực khác nhau, thì anh em ta cùng làm, bởi vì ở Bình Thuận là một trong những thị trường rất là tiềm năng. Và rất vui vì đỡ hôm nay là được gặp một trong những người quá tuyệt vời. Cảm ơn Hiệp. Đình. Vâng. Rồi. Dạ.